Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến kênh YouTube Hương Linh. Hôm nay em mua được một chai mật ong rừng về em kiểm tra xem nó có phải mật ong thật không và em quay luôn cho mọi người xem nha. Mọi người xem này, cái chai mật ong khi mình nhận được đây, nguyên chai em mới nhận được đây. Khi mình nhận được ấy thì cái đít chai này nó tròn như thế này. Và người ta đựng mật nó có nhiều ga quá nên nó đẩy cho cái đít chai nó tròn như thế này nha. Đó. Nếu như mà mật đường ấy thì nó không có ga như thế này đâu, để chai sẽ không bị biến dạng như thế này. Đây là mới họ mới vắt và gửi cho em 4 ngày, chuyển qua bưu điện được 4 ngày thì em nhận được đây. Đó. Về cái cảm quan mình nhìn thấy bên ngoài thì có vẻ như là mật thật đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục kiểm tra đến bước thứ hai. Đó. Khi bắt đầu mở ra thì đã nghe thấy tiếng của nó xì ga lên rồi. Và đây. Ga của nó lên nhiều thế này đây. Đấy, khi mở ra thì nó có tiếng xì nhẹ hơi ga và ga đang đẩy lên rất nhiều đấy ạ. Đó là mật ong rừng nha cả nhà. Mật ong này là mật ong lỗ. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem là mật nó có bị pha tạp hay không nha. Đó, khi đổ ra thì nó toàn là bọt như thế này. Đây là bọt ga đấy. Đó. Sau đó em sẽ nhỏ vào bát nước. Đó, cả nhà thấy không? Chỉ là bọt thôi mà nó cũng không tan được ra nước đâu, mà nó nổi trên bề mặt này, nó không tan vào nước. Gà càng lúc càng lên mạnh này cả nhà. Đó. Mật ong rừng xịn thì nó sẽ như thế này nha. Đây là mật ong mà người ta đi tìm lan ấy, người ta gặp được tổ ong người ta lấy và để lại cho em thôi. Vì rất nhiều lần mua phải mật ong này không đúng loại, để phải lấy thêm một cái bát nữa để bỏ bớt bọt này đi thì mới kiểm tra được mật ở dưới xem nó thế nào. Nếu mọi người mua phải mật ong mà có pha đường ấy thì nó sẽ không được nhiều ga này đâu cả nhà. Đây, ga vẫn đang tiếp tục lên này em ơi. Đấy, chuẩn bị trao ra ngoài rồi. Ga nhiều quá. Đợi một lát nữa thì cái ga này nó mới tan đi. Đây, cả chai nhiều ga thế này. Ga tiếp tục tràn lên này cả nhà. Đó, mật ong rừng đó. Ôi, lại phải đổ bớt. Cả nhà ơi, ga của nó lên nhiều quá. Em đã hớt ra ngoài bát nhiều như thế này rồi mà vẫn còn quá nhiều, nó vẫn tiếp tục xì ga lên này. Nên là em sẽ đậy lại, xoáy lại. Và cất đi đã. Đó. Cái chai bây giờ nó còn bị tròn cái đít mà không thể nào để nó đứng thẳng nữa rồi đây. Đây mật ong xịn ạ. Lúc đầu em mua thì cũng không tin là mật ong xịn đâu, vì mua nhiều lần rồi thì đều bị là mật ong pha đường. Thì để sau một thời gian nó sẽ lắng lại một lớp đường ở dưới. Nên đợt này em mua lan về trồng nên em thấy họ có mật ong, có đi rừng lấy ong và có quay video lấy được một tổ ong, cho nên là em cũng bảo họ để lại cho. Đây là đầu tiên là mình thấy đúng là mật ong rừng.
chai đã tiếp tục xì ga ra đây. Ở dưới này cũng toàn ga thôi. Thì ga sau một lúc thì nó sẽ bớt. Nó vẫn không tan được ra bát. Đấy. Nước không tan được mật ong. Như thế này mật ong chuẩn nha cả nhà. Còn một cách để kiểm tra mật ong thật giả nữa thì người ta sẽ cho mật ong thật giả nữa là người ta sẽ lấy một tờ giấy ăn ấy và sẽ nhỏ mật ong lên. Đó. Nếu như mà mật thật thì nó sẽ không bị thấm vào tờ giấy.